Loại cám là cám Mỹ nha, cám Mỹ nha, cám cám mảnh của Mỹ nha. Thì đầu đạm là 40 đạm nha, 40 đạm thì bên mình cho cá beta với bể màu em. Loại cám này nha em, thì bên mình nuôi á, cá mình bên mình nuôi từ nhỏ lớn mà mình cho ăn một một loại cám này, mà cá bự cá nhỏ nhưng mà cũng cho ăn màu đỏ nha em. Thì nó cũng có những cái hộp nổi nha, những cái hộp nổi, những cái hộp chìm. Thì cá bự thì nó sẽ ăn những cái hộp bự ha, cá con thì nó sẽ ăn những cái hạt nhỏ ha. Thì cá này bên mình có bán là 40k nửa ký nha nè, 40k nửa ký cám ha. Cám mà là cám mảnh nha, thì độ đạm là chỉ được 40 thôi nha nè, chứ không có cao dữ nhưng mà nó cũng không quá ha. Thì 40 thì cho cá ăn là cũng ok ha. Bên mình cũng nuôi cá bé màu nè, bé màu với bé ta, thì mình cho ăn một loại cám này thôi. Thì nó cũng tương đối là cá nó màu lớn nha nè, cá màu lớn, cá nó cũng khỏe ha.